Hello, xin chào toàn thể các bác. Tiếp tục trong video ngày hôm nay thì em sẽ đi tiến hành đập hộp cho tất cả các bác về một mẫu loa Bát 40 đến từ thương hiệu FP Pro. Và cũng hứa hẹn đây là một trong những sản phẩm loa cho ra chất lượng cực kỳ là tốt. Và đây là cũng là một trong những model được các bác chờ đợi cũng khá là lâu. Thì thời gian gần đây thì bên Hoàng Hà cũng có về khá là nhiều những model loa, những sản phẩm loa mới, sản phẩm loa cây Bát 30, 25 hay là 40 của FP, và có khá là nhiều những chương trình khuyến mại về rất là nhiều những mẫu mã, rất là nhiều sản phẩm để giới thiệu cho tất cả các bác. Và đối với sản phẩm loa cây ngày hôm nay thì bên em cũng sẽ có những chương trình giảm giá cực kỳ sâu để dành tặng cho những bác nào đang quan tâm đến những sản phẩm FP Pro, những sản phẩm loa Bát 40 thùng rất là chắc chắn. Thì về phần vỏ thùng thì vẫn giống như những sản phẩm khác, những sản phẩm súp bát hay là những sản phẩm loa cây khác. Đấy, đều có những cái băng dính đến từ thương hiệu, băng dính niêm phong đến từ thương hiệu FP. Thì cũng bật mí luôn, giá của những cái cặp loa cây này thì về một phần model trước chứ. Model của những cái cặp loa cây Bát 40 này thì sẽ có model là SA12. Đấy, đây đều là những cái sản phẩm loa cây khá là mới của FP Pro, về vừa mới về đến Hoàng Hà. Thiết kế vẫn rất là đẹp. Sẽ tiến hành khui hộp rồi bắt đầu giới thiệu chi tiết về những sản phẩm loa này cho tất cả các bác. Những sản phẩm loa Bát 40 này thì cũng khá là phù hợp với những bác nào mà thích sự mạnh bạo hay là chơi những cặp loa bát lớn một chút. Đấy, khi hát karaoke hay là nghe nhạc thì cực kỳ là thoải mái, chất lượng âm thanh cho ra rất là tuyệt vời. Đối với tất cả những sản phẩm của FP Pro thì luôn luôn cho ra những cái chất lượng cực kỳ là tốt. Ok, về phần model của loa thì đây, một cặp loa cây có model là SA12. Đấy, phiên bản loa Bát 40, toàn bộ là vân gỗ tự nhiên. Đấy, và vẫn có những cái tem chính hãng của FP Pro, mã QR và trang web của công ty. Mặt e căng bằng vải lụa, có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong, khá là đẹp đúng không ạ? Logo FP Pro. Và với phiên bản loa này thì một lát nữa thì em sẽ bật mí những cái chương trình giảm giá cực kỳ là sâu, những chương trình rất là hấp dẫn. Thì với dòng model loa này thì được sử dụng một Bát 40, một chung, hai chép giấy và một chép kèn, khá là to đúng không ạ? Được sử dụng 5 đường tiếng, vẫn là model FP Pro SA12, được sử dụng công nghệ của Mỹ và sản xuất và lắp đặt tại Taiwan. Hình thức thiết kế rất là đẹp. Đấy, sang trọng đúng không ạ? Những cặp loa Bát 40 này thì cho ra chất âm cực kỳ là hay rồi. Tất cả những sản phẩm của FP Pro thì luôn luôn cho ra những cái chế độ âm thanh, những cái đường tín hiệu âm thanh rất là hay, rất là tuyệt vời. Tạo cho tất cả các bác khách hàng cảm giác chân thực khi sử dụng những sản phẩm âm thanh, những sản phẩm loa hay là đẩy liền vang. Đấy, những sản phẩm âm thanh đến từ thương hiệu FP Pro với một chiếc Bát 40. Đấy, gần vải tẩm dầu cho ra tiếng đánh cực kỳ là uy lực. Tiếng chất âm của dòng loa này thì rất là hay. Một lát nữa thì em sẽ tiến hành test chất âm của những cặp loa SA12 này để các bác có thể thấy được thì chất lượng âm thanh của nó cho ra thì sẽ hay như thế nào, sẽ không làm các bác thất vọng đâu ạ. Về phần đằng sau đây, toàn bộ thì đều là vân gỗ tự nhiên nhá, rất là đẹp đúng không ạ? Khá là đẹp và sang trọng. FP Pro SA12, đây là phần thông số của loa. Từ 40 đến 21 kHz, công suất 450 đến 650W, độ nhạy 92 dB và trở kháng 8 ohm. Tem niêm phong bảo hành, những cái đường tín hiệu vào được sử dụng bằng hai cái cọc đồng. Đấy, nên cái tín hiệu cho vào thì rất là tốt. Và một phần lỗ thông hơi thì cũng chia sẻ cho tất cả các bác. Đối với những sản phẩm vừa mới ra mắt của FP Pro tại Hoàng Hà Đô thì bên em sẽ có những chương trình giảm giá cực kỳ là sâu. Đấy, thì đặc biệt với sản phẩm loa SA12 Bát 40 này thì bên em sẽ giảm giá rất là sâu nhá. Giá hiện tại của những cặp loa này là 11 triệu. Thì đối với những cặp đầu tiên và những cái chương trình khuyến mại, chương trình giảm giá thì vào thời điểm hiện tại thì bên em sẽ giảm những cái đôi loa SA12 này từ 11 triệu xuống còn 7 triệu 900 nghìn đồng. Giảm giá khá là sâu đúng không ạ? Nên đây là một trong những thời điểm rất là tốt để các bác quan tâm, các bác tìm hiểu về bác nào đang muốn sắm cho mình những
nâng cấp những cái bộ dàn âm thanh nhà mình lên cho chất lượng hay hơn thì có thể tham khảo những mẫu sản phẩm loa cây đến từ thương hiệu FP Pro tại Vàng Hải Audio. Bởi đợt này bên em đang có rất là nhiều chương trình khuyến mại, rất là nhiều chương trình giảm giá, một trong những cơ hội khá là tốt và hiếm hoi. Đặc biệt hơn, khi các bác mua những bộ combo thì bên em sẽ có những phần quà lớn hơn rất là nhiều để dành tặng cho tất cả các bác. Hình thức rất là đẹp đúng không ạ? Những phần ốp mạ vàng này tạo nên sự sang trọng và đặc biệt hơn. Bát rất là lớn rồi, đánh công suất khá là căng. Những cái dòng loa này thì khi bác chơi không chỉ để nghe nhạc mà khi hát karaoke thì cũng rất là thoải mái. Đúng không? Một bát 40, một chung, hai chép giấy và một phần chép kèn. Logo FP Pro SA12. Bây giờ em và các bác sẽ cùng đi tiến hành test chất lượng âm thanh của những dòng sản phẩm, những mẫu sản phẩm đến từ thương hiệu FP Pro vừa mới ra mắt tại Vàng Hải Audio nhé. Yeah.